Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tới từng phường trên địa bàn quận, hướng tới miễn dịch cộng đồng. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người dân, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, các địa phương trên địa bàn quận đã đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng các hình thức, phát thanh trên sóng truyền thanh quận thông qua các trang fanpage, Zalo nhóm, giúp mỗi hộ dân, người dân nhận thức rõ. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Hãy chủ động tự giác đi tiêm vaccine khi đến lượt. Vaccine COVID-19 là an toàn. Hiện tại thì mình có hai cháu, thì trong cái độ tuổi là từ 5 đến 12. Mình cũng muốn cho nó phủ cái vaccine để nó yên tâm hơn cho các cháu đến trường trong cái nhân dịp năm học mới. Vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, hội viên và cấp ủy cơ sở tại quận Hành Sơn được phát huy cao độ. Tất cả đều vận động các thanh niên trong gia đình tham gia đăng ký tiêm vaccine đủ các mũi theo quy định, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đạt tỷ lệ ít nhất trên 70% đối với mũi 4 cho các đối tượng, mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phát động trong toàn thể các cấp hội, vận động hội viên phụ nữ đồng hành phối hợp cùng với chính quyền cơ sở, tổ dân phố tuyên truyền việc tiêm vaccine có lợi ích để cho người dân và nhất là phụ huynh đưa con em tiêm đầy đủ đúng theo quy định, góp phần cùng với chính quyền địa phương đảm bảo cái tiến độ tiêm. Tính đến trưa ngày 29 tháng 8, quận Ngũ Hành Sơn đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi mỗi nhắc lại lần 1 đạt 75,25%. Mũi nhắc lại lần 2 đạt 15,81%, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 59,64%, mũi 2 đạt 25,43%, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại 1 đạt 38,52%. Địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu tăng độ bao phủ hướng tới miễn dịch cộng đồng.